Chào mừng các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu về Threads, một ứng dụng mới được Meta phát hành không lâu. Mark Zuckerberg gần đây rất thích khoe khoang về thành công của Threads, ứng dụng được phát hành vào tối ngày 5 tháng 7. Vị CEO cho biết Threads có 2 triệu lượt người đăng ký ngay ngày đầu tiên và đến sáng hôm sau là 10 triệu lượt đăng ký. Tính đến ngày 9 tháng 7, lượng người dùng của Threads đã đạt 100 triệu, theo Bloomberg. Các số liệu nghe có vẻ ấn tượng cho đến khi bạn thực sự hiểu về Threads, một sản phẩm nhái Twitter được ra đời nhằm củng cố thương hiệu truyền thông xã hội của Meta. Thực tế, Mark Zuckerberg đã thực hiện những kiểu sao chép này trong suốt một thập kỷ đối với nhiều nền tảng như Snapchat, TikTok, Pinterest, Siri, Netdoor, Flipboard hay cá mèo. Những phiên bản được đạo nhái có thể được kể đến như Facebook Lifestyle, Lasso, Hobby, Mer, Neighborhood, Paper và Super. Song, thất bại của những nền tảng này đã không còn là điều quá xa lạ với cộng đồng. Giống như Twitter, Threads khuyến khích người dùng viết các dạng tin nhắn ngắn. Khác biệt lớn nhất là bạn phải đăng ký qua Instagram, ứng dụng chia sẻ ảnh thuộc sở hữu của Meta. Người dùng cho biết họ nhận về rất nhiều các thông báo đẩy về lượt follower mới trên Threads. Ứng dụng cũng gợi ý danh sách bạn bè từ Instagram ngay cả khi họ chưa đăng tải một bài tweet nào. Một số thấy phiền vì có quá nhiều thông báo gửi đến, song việc xóa vĩnh viễn Threads không hề dễ. Trừ khi tài khoản Instagram cũng bị xóa, nếu không bạn sẽ luôn bị làm phiền bởi những tiếng tinh tinh từ Threads. Vẫn có người nghi ngờ sự thành công của Threads bởi ứng dụng này sao chép ý tưởng của Twitter. Tuy vậy, Threads không phải sản phẩm đạo nhái Twitter duy nhất. Trước nó còn rất nhiều các ứng dụng khác, chẳng hạn như Mastodon, Postmuse, Discord, Blue Sky, Substack Note. Trong một khoảng thời gian dài, rất nhiều người từng hào hứng dùng thử các sản phẩm đạo nhái này. Song, đa số đều đồng tình rằng chẳng nền tảng nào có thể thay thế Twitter. Theo Meta, người dùng Threads sau này có thể tương tác với các ứng dụng khác ngoài Instagram. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có khung thời gian cụ thể cho việc này. Dù vậy, Threads hiện không có quảng cáo và chỉ nhắm mục tiêu lôi kéo thêm càng nhiều người dùng càng tốt nên bị nhiều người cho là tẻ nhạt. Đó có thể lý do vì sao giá cổ phiếu Meta gần như không thay đổi sau khi Threads được phát hành. Theo nhiều chuyên gia, Threads không phải là một mạng xã hội mới. Đúng hơn, đây chỉ là một lớp sơn mới cho Instagram với hy vọng nó có thể khiến mạng xã hội này được yêu thích trở lại. Dù thế nào đi nữa, thành công của Threads hiện vẫn đang là một dấu hỏi lớn được đặt ra. Cho đến hiện tại, Meta hay CEO Mark Zuckerberg vẫn vô cùng tự tin vào đứa con mới chào đời của họ. Tuy nhiên, Threads vẫn là một sản phẩm bị đánh giá là đạo nhái Twitter và còn nhiều hạn chế đối với trải nghiệm người dùng. Trong tương lai, hãy cùng chờ xem mạng xã hội này sẽ có thể phát triển tới đâu, trở nên thành công cùng với hệ sinh thái Meta hay thất bại giống như những ứng dụng tiền thân của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hiện nay, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ rút tiền và đáo hạn thẻ tín dụng với chi phí thấp nhất thị trường. Nếu có nhu cầu, hãy liên hệ ngay với số điện thoại có trên màn hình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.